Tự giác nói đi để mẹ nhắc chứ. Thôi làm đi con, đừng bên nhau à. Đâu á. Thôi làm đi. Bây giờ thả lỏng cũng bắt đầu. Bây giờ có nhau á nó cũng đau mà bình thường nó cũng đau rồi nè, bình thường nó khỏe. Cô bữa nay xong những khó dữ à.
Cầm hồi nãy nó có lỗ mũi giống nhiều lắm đó. Ông mụn nhiều. Nhớ là thực trước chắc ông đi em làm á. Ông đi giờ trưa. Ừ. Đánh gồn cũng là dân đầy giờ với đánh gồn á. Nó bật hồ suy ấy thương mại làm cái này cũng chưa gôn. Mấy bà giáo viên trường thương mại chị giàu không á, mấy bà giàu không á. Mấy chục triệu, trăm triệu chứ vẫn à. Mấy cái cây nó tiền á. Giáo viên mấy bà trường chị đi ô tô ấy. Mấy bà giàu á. Mấy bà kinh doanh. Lái cho chị hủ kem nha ha. Trăm ha. Chị với chị cách dùng. Nãy nhìn cũng nhiều mà bây giờ rốt cuộc cũng quay được hơi kém á. Cái nó có màu. Màu nó không đẹp. Vậy này mù mù ra chứ không có xỉu. Nằm im nha, không khỏe hơn nè. Chắc không á. Chắc không nó ngồi. Nhìn đi lần xung xung á nó cũng phải đứng mấy này. Cháo này nó cũng kéo nhé. Trả của ta cũng nhé. 209 qua rồi. Hôm nay đang có miếng hiện này. Hiện quá mà.